Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 144. Ở cuối tập trước, sau khi phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen hóa thành một tia chớp nhanh chóng xé tan tầng khí quyển của địa cầu mà thâm nhập vào vũ trụ. Trong phòng điều khiển của phi thuyền vũ trụ, La Phong không biểu lộ chút gì đứng trước màn hình đài điều khiển, phía sau hắn chính là cường giả nô lệ Thu Phạm. Hợp kim chiến y trên hai người bọn họ phản xạ ánh sáng trong phòng điều khiển hắt xuống tạo ra vẻ rực rỡ đặc biệt. Đại khái sau bao lâu thì chúng đến? La Phong nhìn màn hình đài điều khiển mà hỏi. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh khuôn mặt của Ác Ma 33 Tháp với tốc độ hiện tại của chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 thì đại khái độ 8 giờ 49 phút nữa mới có thể đến địa cầu. 8 giờ 49 phút La Phong mỉm cười nói vậy chúng ta liền đón chúng đi. Lập tức chiếc phi thuyền vũ trụ bắt đầu bước vào chế độ gia tốc. Mặc dù phi thuyền vũ trụ tăng tốc độ vô cùng kinh người, nhưng bởi vì có hệ thống tự động điều chỉnh trọng lực bên trong phi thuyền cho nên trọng lực trong phi thuyền vũ trụ vẫn luôn duy trì ở mức trọng lực trên bề mặt của địa cầu. Phi thuyền vũ trụ nhằm hướng vành đai của Thái Dương hệ bay đi. Mà tộc trưởng đời trước Đức Ôn của gia tộc Nặc Lam Sơn cùng đệ tử ưu tú nhất của Nặc Lam Sơn là Bách Tạp La đều đang trên phi thuyền vũ trụ cấp D3 nhằm hướng địa cầu bay tới. Khoảng cách giữa hai chiếc phi thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong phòng điều khiển chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 hình giọt nước đầu búa. Sư huynh, ngươi đã thông báo cho sư phụ rồi chứ? Bách Tạp La khoác áo dài màu đen lạnh lùng nói. Đúng vậy, tộc tổ biết chúng ta đã đến Thái Dương hệ nên vô cùng hài lòng trên gương mặt khôi ngô của Đức Ôn hiện. Lên nụ cười tộc tổ còn nói ngài sẽ luôn ở đầu kia trên mạng vũ trụ giả định để chờ tin tức của chúng ta. Bách Tạp La gật đầu. Tích 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 âm thanh chói tai vang lên trong phòng điều khiển lập tức làm cho sắc mặt Đức Ôn khẽ biến. Cảnh báo. Hệ thống thăm dò dẫn đường phát hiện. Có chiếc phi thuyền vũ trụ đang bay tới chúng ta, đang bay tới chỗ chúng ta, âm thanh chói tai vang dội trong phòng điều khiển. Cái gì? Đức Ôn biến sắc. Phi thuyền vũ trụ à? Bách Tạp La cũng kinh hãi. Trong vũ trụ bao la thì với loại phi thuyền vũ trụ có thể tích như vậy chỉ là hạt bụi. Ở cự ly quá mức xa xôi như thế thì Bách Tạp La và Đức Ôn căn bản không cách nào quan sát phát hiện ra chiếc phi thuyền đường kính 100 mét ở cự ly ngàn vạn km. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay, La Phong tỉnh táo nhìn màn hình đài điều khiển trước mặt. Pháo quỹ đạo khởi động, La Phong nói. Rõ Ác Ma 33 tháp trên màn hình liền bắt đầu khởi động. Lập tức bên ngoài bề mặt phía trước của phi thuyền vũ trụ có một tầng năng lượng che phủ. Mà ở chỗ cái lồng năng lượng chụp xuống thì mặt ngoài của lớp hợp kim cấu thành thân tàu cũng tự động lõm xuống để lộ ra một nòng pháo màu xám bạc có đường kính chừng 6 thước. Nòng pháo hung dữ chậm rãi vươn lên phía trước liền nhô ra khỏi lồng năng lượng quanh mũi tàu rồi ra ngoài lớp hào quang. Ở miệng nòng pháo sinh ra biến hóa rất nhỏ, còn ở phía sâu trong nòng pháo thì lại mơ hồ có một tia sáng làm không gian chung quanh dường như mơ hồ bị biến dạng. Bộ tính toán năng lượng khởi động pháo bắt đầu đếm ngược. 60, 59, 58, 57, 10, 9, 8, 7, 3, 2. Một khởi động xong, âm thanh từ đài điều khiển phát ra vang lên trong phòng điều khiển. Ba ba tháp nắm lấy cơ hội một phát bắn hạ nó, La Phong hạ lệnh. Ha ha, giao cho ta đi. Trên màn hình, Ác Ma đắc ý vô cùng. Pháo quỹ đạo. Đây là món quà mà La Phong đã chuẩn bị cho lực lượng của gia tộc Nặc Lam Sơn. Bởi vì trước đó hệ thống quan sát đã sớm dò xét biết được là có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3. Cho nên trong 2 năm La Phong đã tổn hao một khoản tiền tới 2.600 ức đồng vũ trụ để mua một khẩu pháo quỹ đạo cấp D5. Pháo quỹ đạo cấp D5. Bởi vì chỉ cần vũ khí đạt tới cấp khoa học kỹ thuật cao là sẽ thuộc về loại hạn chế. Hắn phải thông qua một kênh riêng để có được loại vũ khí khoa học kỹ thuật cao rất khó mua, hơn nữa giá cả loại vũ khí còn có thể vô cùng khủng khiếp. Mặc dù có thể thông qua hội đấu giá sẽ tổ chức thì giá cả loại vũ khí có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao này có thể thấp hơn, nhưng La Phong không chờ được. Cho nên hắn thông qua một siêu cấp công ty rất có bối cảnh là Kỳ Vật Trai bỏ ra 2.600 ức đồng vũ trụ để mua một khẩu pháo quỹ đạo cấp D5. Một hệ liên hành tinh ví dụ như hệ ngân hà mà có thể bỏ ra tới 2.600 ức đồng vũ trụ để mua cũng không tệ rồi. Từ đó mới có thể thấy được La Phong đã bỏ ra rất nhiều tiền. Mà đó là La Phong còn phải qua cáp cực nhiều cho Kỳ Vật Trai mới làm cho Kỳ Vật Trai đồng ý giúp La Phong tìm được một khẩu pháo quỹ đạo cấp D5. Nếu không có những khoản chi phí khổng lồ trước đây này thì Kỳ Vật Trai căn bản sẽ không giúp La Phong kiếm được loại vũ khí cấp hạn chế mua bán. Những chi phí đó chính là khoản tiền La Phong dùng để mua nguyên liệu vô cùng đắt tiền để tu luyện bản tôn thiên địa. Số tiền bỏ ra để mua nguyên liệu này cao hơn rất nhiều lần số tiền để mua pháo quỹ đạo cấp D5. Rất nhiều kim giác cự thú cho đến chết cũng mới chỉ gần tu luyện bản tôn thiên địa đạt tới tầng thứ nhất. Có thể thấy được chi phí tu luyện bản tôn thiên địa cao ngang mức cần của kim giác cự thú đẳng cấp giới chủ đỉnh cao.
Bởi vì có thân phận con người cho nên La Phong mới có thể thông qua thế giới loài người để mua chỗ nguyên liệu đó. Kim giác cự thú đương nhiên biết là phải lấy thân phận con người sau đó đi mua kim loại trong xã hội loài người. Với thực lực tài chính ghê hồn cỡ giới chủ đỉnh cao vậy mà cũng mới chỉ gần đủ tu luyện thành tầng thứ nhất. Tu luyện bản tôn thiên địa là làm cho thân thể kim giác cự thú có thể thu nhỏ kích thước, mật độ gân cốt, mật độ cơ thể. 5 năm, tăng lên cấp tốc làm cho thực lực gia tăng gấp bội. Càng là ấu thú thì tu luyện lại càng dễ dàng. Cũng như kiểu trẻ con loài người thì vẫn mềm dẻo nên dễ dàng rèn luyện, còn càng lớn tuổi thì muốn thu nhỏ lại sẽ gặp khó khăn càng lớn. Cho nên, cấp vũ trụ kim giác cự thú mà mới bắt đầu tu luyện kỳ thật chính là ở mức thấp nhất rồi. Có thể nói như vậy vì muốn hoàn toàn tu luyện thành tầng thứ nhất thì phải cần vô số nguyên liệu đắt tiền, đến như La Phong vẫn còn thiếu mất hai loại nữa. Những nguyên liệu tinh hoa này thật sự rất đắt tiền mà lại vô cùng ít ỏi. La Phong vì đã bỏ tiền ra mua những nguyên liệu đắt tiền ở kỳ vật trai, chi phí nhiều lắm cho nên kỳ vật trai đương nhiên vô cùng coi trọng một khách hàng cỡ siêu khủng như vậy. Vì thế mới nguyện ý hỗ trợ đến mức như vậy khi mua hộ một bộ pháo quỹ đạo cấp D5. Pháo quỹ đạo. Trong phòng điều khiển vang lên tiếng hô hưng phấn cửa bá ba tháp. Trong khoảng không vũ trụ, chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 đã phát hiện ra chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen hình đĩa bay không ngừng tới gần. Là một chiếc phi thuyền vũ trụ cũng cấp D3, Đức Ôn nhíu mày, có thể cắt đuôi chúng không? Chủ nhân, chúng ta đang bay về phía địa cầu, còn nó lại từ phía địa cầu bay tới. Cho dù chúng ta đổi hướng như thế nào thì bọn họ cũng có thể dễ dàng áp sát chúng ta, còn chúng ta không cách nào cắt đuôi bọn họ. Từ trên màn hình phòng điều khiển truyền đến âm thanh của trí năng quang não, hơn nữa chúng ta muốn thay đổi tốc độ thì cũng cần có thời gian đủ lớn. Một chiếc phi thuyền vũ trụ mặc dù có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, nhưng đó là trải qua thời gian dài không ngừng gia tốc thì cuối cùng mới đạt tới vận tốc ánh sáng. Còn như vốn đang bay trong vũ trụ với tốc độ tối đa mà muốn tăng tốc, đổi hướng hoặc là chậm lại. 5 năm là không có khả năng trong nháy mắt biến tốc quá nhanh. Chính điều này làm cho đối phương rất dễ dàng tới gần. Nếu như chúng ta không đi về phía địa cầu thì còn có thể bỏ rơi nó, trí năng quang não nói. Đừng để ý chiếc phi thuyền kia. Giọng Bách Tạp La lạnh lùng, một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 không ảnh hưởng đến chúng ta. Chiếc phi thuyền này hẳn là dưới trướng La Phong kia, Đức Ôn cau mày nói, hiện tại chỉ sợ bọn họ đã biết chúng ta đến. Tộc tổ đã ra lệnh cho toán chúng ta yên lặng đoạt lấy phi thuyền tộc cơ giới. Nếu đã bị phát hiện thì không cần phải che giấu, Bách Tạp La lạnh lùng nói, tiếp tục nhằm hướng địa cầu đi tới. Chỉ mới vài giây sau khi hai người Bách Tạp La, Đức Ôn kết thúc trao đổi với nhau. Một luồng sóng xung kích khó có thể phát hiện bằng mắt thường của pháo quỹ đạo chỉ làm sinh ra trong khoảng không vũ trụ một vệt gợn sóng không gian nho nhỏ. Với vận tốc ánh sáng trong nháy mắt đã bắn trúng chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 này. Do không hề phòng bị lại bị pháo quỹ đạo với vận tốc ánh sáng bắn. Còn tín hiệu phản hồi của hệ thống thăm dò trên chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 cũng mới chỉ gần là vận tốc ánh sáng. Ngay thời điểm chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3 nhận được tín hiệu thăm dò gửi về, pháo quỹ đạo đã bắn nổ tung chiếc phi thuyền vũ trụ đó. Từ bên lườn của chiếc phi thuyền vũ trụ, đầu dìu to lớn hình giọt nước trong nháy mắt bị xé rách lộ ra một lỗ hổng lớn toang hoác. Nó đi ngang qua cả khoang bụng phi thuyền vũ trụ rồi lại từ mặt khác phía dưới xuyên thấu ra. Điều đó làm cho chiếc phi thuyền vũ trụ vẫn còn duy trì tốc độ phi hành cao trong nháy mắt gãy lìa. Vô số mảnh hợp kim từ xác tàu bắn ra bốn phương tám hướng làm cho trong không gian đó của Thái Dương hệ sinh ra rất nhiều rác vũ trụ. Từ trong một mảnh xác phi thuyền có cả phòng điều khiển nhanh chóng bay ra hai bóng người, trôi nổi trong không gian. Đúng là Đức Ôn cùng Bách Tạp La. Sao có thể như vậy chứ? Đôi mắt Đức Ôn trợn trừng tròn xoe. Đã bị pháo kích, còn có cái gì là không có khả năng? Bách Tạp La trong áo bào đen phẫn nộ quát. Vũ khí tầm xa cấp D3 vượt qua vận tốc ánh sáng này tuyệt đối là đẳng cấp hạn chế mua bán. Giá cả của nó có thể so sánh với binh khí niệm lực, binh khí nguyên lực bậc 5. Cho dù là cường giả đẳng cấp giới chủ, cũng không nỡ lãng phí tiền. Có mua thì lợi nhuận xem ra cũng không cao. Pháo quỹ đạo cấp D. Đức Ôn liền lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin nổi, trên địa cầu như thế nào lại có pháo quỹ đạo cấp D mà đến như giới chủ cũng không nỡ mua. Pháo quỹ đạo cấp D đối với giới chủ mà nói, mặc dù có thể mua được nhưng cũng rất ít mua. Bởi vì giới chủ tiện tay ra một đòn thì uy lực có thể vượt qua pháo quỹ đạo cấp D. Mà không có thực lực đẳng cấp giới chủ lại có thể mua nổi pháo quỹ đạo cấp D thì cực ít, cực ít. Không có khả năng. Trên mặt Đức Ôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng lôi thôi với những điều đó. Nếu không có phi thuyền vũ trụ, thì chúng ta muốn bay đến địa cầu đều phải mất hơn nửa năm. Bách Tạp La truyền âm lạnh lùng nói. Một ngôi sao băng đang nhanh chóng đến gần. Đức Ôn, địch nhân đến. Bách Tạp La liền truyền âm quát. Hả? Đức Ôn ngẩng đầu nhìn lại.
chỉ thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen đang nhanh chóng áp sát lại gần. Nhưng điều kỳ lạ chính là, chiếc phi thuyền vũ trụ này lại không ngừng giảm tốc rồi cuối cùng ở vị trí cách bọn họ mấy trăm km thì ngừng lại. Đồng thời cửa khoang bụng chiếc phi thuyền tự động mở ra, một bóng người từ trong khoang thuyền nhanh chóng bay ra nhằm hướng bọn họ cấp tốc bay tới. Mấy trăm km mà đối phương trong nháy mắt sắp đến. Đây là một người mặc màu đen chiến y, môi dày đầu chọc nhìn như người đàn ông chất phác. Nhanh thế Đức Ôn kinh hãi. Một ánh đao cong màu bạc phá không gian bay tới, tốc độ nhanh đến mức mà Đức Ôn mới chỉ vẻn vẹn là cấp vũ trụ bậc 6 không kịp né tránh, ánh mắt hoảng sợ trợn tròn xoe. Bục đầu. Đại tộc trưởng đời thứ hai của gia tộc Nặc Lam Sơn Đức Ôn Nặc Lam Sơn đã bỏ mạng. Ánh đao màu bạc giảm tốc độ chút ít lại nhằm hướng Bách Tạp La trong áo bào đen. Không một tiếng động, lớp áo bào màu đen trên người Bách Tạp La giống như nước lọt qua rổ nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể. Thân hình dũng mãnh đến dữ tợn của Bách Tạp La lộ ra. Giờ thì hắn mặc một bộ chiến bào hợp kim màu xanh, trên bề mặt chiến y hiện lên kết cấu lớp vảy. Tầng tầng lớp vảy chất chồng, còn trên mặt hắn cũng là phủ đầy vảy xanh. Ngay cả trên đầu không có một sợi tóc, chỉ có lớp da đầu màu xanh. Còn ở trên trán là một cái sừng cong giống như thanh loan đao nhọn hoắt. Toàn thân từ đầu đến chân đều là màu xanh. Sau lưng của hắn đeo hai thanh chiến đao bắt chéo. Đôi chiến đao trong tay đồng thời lướt ngang như tia chớp làm sinh ra ảo ảnh hoang tưởng rồi trong nháy mắt liền bổ vào đao phong màu bạc kia làm cho tốc độ chém tới của đao quang giảm mạnh. Trong phòng điều khiển của phi thuyền vũ trụ, thông qua cảnh ngoại cảnh giả định mà La Phong có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ. Đến lúc Bách Tạp La để lộ ra diện mạo thực thì cả La Phong cũng bị dọa đến nhảy dựng. Tộc Đao Phong, trên màn hình đài điều khiển phi thuyền, Ác Ma Ba Ba Tháp kinh ngạc kêu lên. Tộc Đao Phong, La Phong kinh ngạc hỏi. Đúng, là tộc Đao Phong, người này hẳn là đệ tử cực mạnh dưới trướng Nặc Lam Sơn tên là Bách Tạp La trên màn hình. Tiểu Ác Ma nhảy cỡn mà nói ép trên mạng vũ trụ giả định có rất nhiều tư liệu kể về chủng tộc này. Tộc Đao Phong là một dân tộc vô cùng sùng bái cường giả. Vào thời xa xưa họ chỉ là những người dân bản xứ trên hành tinh quê hương. Đến khi các quốc gia văn minh trong vũ trụ phát hiện ra bọn họ thì thấy dân bản xứ trên hành tinh đó không ngờ có một vị vực chủ, 12 vị vũ trụ. Người của tộc Đao Phong chỉ cần trưởng thành là có thể đạt tới cấp hành tinh. Đây là một hành tinh vô cùng mạnh mẽ. Chính bởi vì không phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ không có phi thuyền vũ trụ cho nên tộc Đao Phong luôn ở trên hành tinh quê hương của mình. Mà cùng với việc hòa nhập vào vũ trụ, tộc Đao Phong nhanh chóng nổi bật. Trước khi hòa nhập với vũ trụ, tộc Đao Phong có truyền thống rèn luyện mạo hiểm, mỗi một người trưởng thành đều sẽ xông pha trên hành tinh. Mà sau khi bước vào vũ trụ thì tộc nhân sau khi trưởng thành đều sẽ xông xáo trong vũ trụ, tiến hành sinh tử rèn luyện. Người tộc Đao Phong ít cầu quyền thế hưởng thụ, bọn họ theo đuổi con đường cường giả nên hoặc là bái nhập làm môn hạ siêu cấp cường giả hoặc là gia nhập thế lực nào đó để học tập bí pháp. Điều này làm cho trong tộc Đao Phong xuất hiện không ít siêu cấp cường giả. Trong lịch sử tộc Đao Phong thì bất hủ, giới chủ đều có. Cho nên tộc Đao Phong được coi là một chủng tộc rất có danh tiếng trong loài người trên vũ trụ Ba Ba Tháp kính trọng giới thiệu. La Phong có chút kinh ngạc. Khi trưởng thành là đạt cấp hành tinh, trong nhân loại được tính là huyết thống mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng tộc Đao Phong cũng vì vậy mà có danh tiếng khá lớn khí. Chính tính cách đó. Ba Ba Tháp nói tiếp đã cho bọn họ sự kiên nghị, lòng tin cố gắng theo đuổi việc trở nên ngày càng mạnh. Loại niềm tin ngấm vào tận xương tủy làm cho bọn họ sinh ra nhiều cường giả như vậy. Cùng lúc La Phong thán phục tộc Đao Phong thì trong khoảng không vũ trụ, cường giả cấp vũ trụ bậc 9 Thu Phạm đang cùng Bách Tạp La đánh nhau vô cùng điên cuồng. Thu Phạm đứng ở trong khoảng không vũ trụ điều khiển binh khí niệm lực. Còn xung quanh Bách Tạp La có lớp lớp cuồng phong màu xanh vây quanh làm cho bóng hình Bách Tạp La trở nên vô cùng mờ ảo. Hai thanh chiến đao của hắn đã nhanh đến tột cùng để hòa nhập vào trận cuồng phong kia trong lĩnh vực, hình thành những làn sóng đao liên miên không dứt. Cầu vồng lửa kia cùng với từng đợt đao quang sáng loáng liên tiếp đánh tới làm cho trên mặt Thu Phạm phải lộ ra một nét kinh ngạc. Võ giả tộc Đao Phong trước mắt này hiển nhiên chỉ là cấp vũ trụ bậc 8 mà không ngờ lại có khả năng dựa vào hai thanh chiến đao thật sự ngăn cản được công kích từ binh khí niệm lực của lão. Trăm đao Bách Tạp La hung ác quát. Vô số đao quang sáng loáng chồng chéo lên nhau hình thành ngàn vạn đợt đao quang như sóng lớn trong nháy mắt bao phủ Thu Phạm. Cùng với một tiếng bình, cơn sóng lớn từ đao quang tan đi, nhưng sắc mặt Thu Phạm cũng tái nhợt. Hả? Bách Tạp La lộ ra một vẻ kinh ngạc, đối phương không ngờ lại đỡ được tuyệt chiêu của hắn. Xuất ra con ngươi Thu Phạm thu hẹp lại, lão khẽ quát một tiếng hồn đao chạm. Vô hình niệm lực trong nháy mắt hóa thành một đao mà mắt trần không cách nào nhìn ra. Thanh đao đó nhanh chóng xuyên thấu lớp cuồng phong tiến vào thức hải của Bách Tạp La. Trong mắt Bách Tạp La có chút tối sầm lại rồi lập tức sáng lên nhìn chăm chú Thu Phạm. Không ngờ lại chặn được Thu Phạm kinh ngạc vô cùng.
Trong phi thuyền vũ trụ, La Phong cũng nhịn không được kinh ngạc hô lên một tiếng. Lại chặn được đôi mắt La Phong sáng lên. Bách Tạp La quả thực là một thiên tài. Cấp vũ trụ bậc 8 có thể dựa vào hai thanh chiến đao gắng gượng đối kháng với binh khí niêm lực của cấp vũ trụ bậc 9. Tên này quả là cũng rất giỏi. Nhưng mà, đối với điều này thì La Phong chỉ là than thở chứ tuyệt không có quá kinh ngạc. Bởi vì Thu Phạm đối với binh khí niệm lực lão vốn không am hiểu nhiều. Thứ mà lão am hiểu chủ yếu là công kích linh hồn. Trải qua việc tu luyện bí pháp hồn đao trảm, mặc dù chỉ mới nắm được mấy điểm đầu mối, nhưng uy lực đó đã rất kinh người. Cấp vũ trụ bậc 9 tinh thần niệm sư mà thi triển hồn đao trảm thì không ngờ lại bị một võ giả cấp vũ trụ bậc 8 đỡ được. Ý chí kinh người trên màn hình, tiểu ác ma hưng phấn hô lên. Ý chí của hắn quá kinh người, Bách Tạp La này chỉ là võ giả cấp vũ trụ bậc 8 và cũng là cấp vũ trụ bậc 8 tinh thần niệm sư. Nhưng hồn đao trảm của Thu Phạm dù có uy lực thật lớn, ngay cả đối thủ cùng cấp đồng bậc cũng đều rất khó đối kháng, vậy mà không ngờ ý chí của hắn có thể chống đỡ. Hắn có ý chí so với kẻ khác thật kinh người. Tiểu ác ma liền nói La Phong, mau, hãy dùng nô dịch hồn ấn mà thu nhận hắn. Kẻ này so sánh với Thu Phạm thì tuyệt đối còn là nô lệ ưu tú hơn. Thu nhận, La Phong ngẩn ra. Mỗi một nô lệ phải vô cùng thận trọng. Ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là có trình độ danh hiệu võ giả cự phủ. Coi như cùng sư phụ hắn, nếu như so sánh trong tình cảnh đồng cấp cùng bậc thì sư phụ Nặc Lam Sơn của hắn cũng không nhất thiết là đủ làm đối thủ của hắn. Ác ma ba ba tháp quát hắn có lĩnh vực cao, đao pháp mạnh mẽ, những thứ đó cũng không tính là gì. Nhưng hắn có ý chí vô cùng kinh người, điều đó nói rõ hắn có quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối có tố chất trở thành siêu cấp cường giả, chỉ cần ngươi chịu khó bồi dưỡng cho tốt. La Phong, đó là cơ hội khó được. Trình độ đoạt được danh hiệu võ giả cự phủ thì việc bước lên vực chủ là cũng có xác suất cao. Huống chi hắn có ý chí kinh người như vậy thì đối với bí pháp vẫn mặc tinh nhất mạch của chúng ta lại càng chắc chắn trở thành vực chủ ba ba tháp hô hơn nữa. Ngươi cũng thiếu một nô lệ là võ giả chứ không phải tinh thần niệm sư. La Phong khẽ gật đầu. Thu Phạm rất am hiểu linh hồn công kích. Chính mình dưới trướng vẫn thiếu một nô lệ là võ giả. Trong khoảng không vũ trụ, công kích tinh thần của ngươi rất mạnh. Hai mắt Bách Tạp La tối sầm, hắn cắn răng quát, nhưng cuối cùng thì phần thắng phải thuộc về ta. Nương theo một đạo cuồng phong, thân hình Bách Tạp La thân hình nhẹ nhàng lướt theo một đường cong. Cơn cuồng phong màu xanh xoắn quanh khắp người, rồi sau đó hai thanh chiến đao gần như điên cuồng bổ thẳng về phía Thu Phạm. Nguyên lực, lực lượng, ý chí ẩn chứa trong chiến đao đã đạt tới một trình độ hoàn mỹ vô cùng cao. Đao luân hồi. Trong đôi mắt Bách Tạp La lộ ra vẻ điên cuồng, hai thanh chiến đao hóa thành hai đạo đao quang trắng lóa. Đao quang điên cuồng nhắm hướng Thu Phạm quét đến. Từng đạo đao quang trắng lóa không ngừng tích lũy để rất nhanh hình thành một vòng sáng cực lớn. Vòng sáng khổng lồ đó lăn đi dần dần áp về hướng Thu Phạm. Binh khí niệm lực bắn tung ra, Thu Phạm phun ra một ngụm huyết. Trong đôi mắt lão thoáng qua một vẻ thương hại, rồi thi triển tuyệt chiêu cực mạnh mà chủ nhân La Phong đã chuẩn bị cho lão. Một đạo hào quang màu xanh sẫm trong nháy mắt đập vụn vòng sáng khổng lồ kia. Nó trực tiếp làm cho vô số đao quang tạo thành vòng sáng bị tan vỡ, nhưng cũng làm cho hào quang màu xanh sẫm thoáng bắn ngược trở lại. Đó chính là lưỡi dao không trọn vẹn từ một mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Nay mảnh vỡ sắc bén này vẽ lên một đường cong nhằm hướng Bách Tạp La. Tha cho hắn một mạng, một âm thanh vang lên trong não của Thu Phạm. Hồn ấn thực nhập linh hồn được dùng để liên thông linh hồn lẫn nhau giữa La Phong và Thu Phạm, có thể trực tiếp trao đổi ý thức. Cũng giống như trí năng quang não trao đổi với loài người, hay tương tự như Ma Vân Đằng có thể cùng La Phong trao đổi ý thức. Hào quang màu xanh sẫm nhẹ nhàng lượn một đường cong, trong nháy mắt cắt rời đôi tay của Bách Tạp La. Tay đứt, chiến đao rơi. Trong khoảng không vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, xa xa những mảnh vỡ phi thuyền tàn cốt bay tung tóe. Thi thể của cường giả cấp vũ trụ Đức Ôn vẫn lơ lửng ở khoảng không vũ trụ phía xa. Nhưng Bách Tạp La cũng vẫn sững sờ đứng ở trong khoảng không vũ trụ. Hủy diệt trí năng quang não của Hàn La Phong ra mệnh lệnh. Ánh đao màu xanh sẫm liền bổ thẳng vào trên tấm bảo vệ cổ tay Bách Tạp La, làm nổ tan trí năng quang não. Còn Bách Tạp La cũng vẫn nhìn chăm chú Thu Phạm đằng xa, trầm trầm truyền âm mà hỏi, ngươi tại sao không giết ta? Là chủ nhân ra lệnh cho ta. Thu Phạm nhìn hắn. Chủ nhân? Bách Tạp La cau mày. Cửa khoang thuyền của phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đằng xa mở ra, một bóng người nhanh chóng vượt không gian bay tới. Đúng là La Phong mặc Ma Vân chiến giáp. La Phong đồng tử Bách Tạp La thu nhỏ lại. Bách Tạp La, ngươi đã thua. La Phong nhìn Bách Tạp La trước mặt. Mặc dù chỗ cổ tay bị chặt đứt của Bách Tạp La máu me vẫn đang be bét, nhưng đang chậm rãi mọc ra. Còn bản thân hắn lại gắt gao nhìn chăm chú La Phong, hiển nhiên Bách Tạp La là ý thức được. Lần này hắn đã thua, thua rất thảm. Không nghĩ tới ngươi lại có nô lệ cấp vũ trụ bậc 9, sư phụ của ta cũng không nghĩ tới.
thậm chí ngươi còn có vũ khí siêu xa với vận tốc ánh sáng. Ta thua cũng không oan. Bách Tạp La cười lạnh một tiếng, La Phong, muốn giết cứ giết đi. Trước nô lệ của ngươi thì căn bản là ta không có sức phản kháng. Ở trong khoảng không vũ trụ này, ta có muốn trốn đều trốn không nổi. Khoảng không vũ trụ mênh mông, hắn không có phi thuyền thì trốn như thế nào? Ta rất xem trọng ngươi. La Phong nhìn Bách Tạp La, bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Một là thần phục ta, hai là tử vong. Thần phục hoặc là chết, ngươi chọn đi. La Phong nhìn hắn. Thần phục, ha ha. Bách Tạp La cười lớn, La Phong, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi chỉ là thằng nhãi cấp hàng tinh, lại muốn ta thần phục ngươi. Nếu như là cái tên đầu chọc kia hắn mời ta thần phục thì ta còn suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn thật sự là mạnh, một chiêu cuối cùng dễ dàng đánh bại ta. Nhưng ngươi, nhưng chỉ nhỏ nhoi cấp hàng tinh lại muốn để ta thần phục. Bách Tạp La lắc đầu. Nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Giọng La Phong càng thêm lạnh lùng, một khi ngươi cự tuyệt, đó chính là tử vong. Ngươi chết, tất cả là vô nghĩa. Thứ ngươi theo đuổi, giấc mộng cường giả của ngươi, tất cả đều không còn. Ta hỏi ngươi một lần cuối. Giọng của La Phong lạnh lẽo. Tử vong hay là thần phục? La Phong nhìn chăm chú Bách Tạp La. Đến đây thì cũng khép lại tập 144 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.